Trung thu là Tết của tình thân, đoàn tụ và thương yêu. Mùa đoàn viên năm nay, khách sạn Đô Chế Bay Windham Hà Nội Golden Lake ra mắt thực khách, bộ sưu tập bánh trung thu rát vàng. Hộp bánh mang vẻ đẹp của sự sang trọng, lấy cảm hứng từ khu vườn thượng uyển cơ hạ xứ Huế thơ mộng. Thay lời cầu chúc đầy ý vị về một cuộc sống thanh nhàn, phú túc, về một mùa trăng tròn, vẹn đầy an yên. Là bước vào công trình kiến trúc rát vàng, độc nhất Hà Nội, để cảm chọn bức tranh thủy mặc. Nơi mà hội tụ thiên nhiên tuyệt sắc, mang âm hưởng thời đại của cung đình Huế. Không chỉ sở hữu các loại nhân hảo hạng, chế biến từ những nguyên liệu cao cấp. Hộp bánh được thiết kế tinh tế trong kết cấu chữ nhật vát cạnh. Hộp bánh tượng trưng cho hình ảnh khung cửa của kiệt tác rát vàng. Từng họa tiết nổi bật trên sắc đỏ ấm áp chủ đạo. Được kết hợp với màu nhũ vàng đồng, đặc trưng đầy ấn tượng. Không chỉ mang lợi ích sức khỏe tuyệt vời, vàng trong ẩm thực còn tạo cảm quan và nâng tầm vị giác cho người thưởng thức. Đẳng cấp và xa hoa. Những chiếc bánh trung thu thương hiệu Hà Nội Golden Lake được phủ lớp vàng 24K nguyên chất. Hộp bánh hứa hẹn là món quà cao cấp để bạn gửi tâm tình, trao thành ý đến những người chân quý. Vui lòng liên hệ hotline 0966 120 507 để biết thêm chi tiết. Đôn sể Bi Windham Hà Nội Golden Lake hy vọng quý khách sẽ có một mùa Tết Trung Thu thật ấm áp. Chúc quý khách vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu.